Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải 60 đề kiểm tra và đề thi toán lớp 1. Bài hôm nay chúng ta sẽ giải là đề 35. Đặt tính đầu tính 91 ta trừ cho 11. À 93 chứ. Làm nhiều quá là nó rối. Ba trừ một còn hai, chín trừ một còn tám, 65 ta cộng cho 14, 5 còn bốn bằng chín, 6 còn một bằng bảy, 54 ta trừ cho 13, 4 trừ ba còn một, 5 trừ một còn bốn. Bảy cộng hai là bằng chín, 4 còn một là bằng 5. Câu số 2 tính 42 ta cộng 10 là bằng 52. 52 ta trừ cho 2 là còn lại 50. 87 mà ta trừ cho 17, 7 trừ 7 bằng 0. 8 ta trừ cho 1 là còn lại là 7. 70 mà ta cộng 1 là bằng 71. 54 mà ta trừ 4 là còn lại 50. 50 ta cộng 20 là bằng 70. 100 ta trừ cho 30 là còn là 70. 70 ta cộng 5 là 75. Chúng ta qua câu số 3. Đề dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. 55 ta trừ cho 15, 5 trừ 5 là bằng 0. 40. Đây 40 bằng nhau. 10 tới cộng 3 là bằng 13. À, cái này là bằng 11. 11 bé hơn 13. 88 là ta trừ cho 18. 8 trừ 8 là bằng 0. 70. Đây là 42. 70 lớn hơn 42. 2 trừ 1 còn 1. 6 trừ 1 là còn 5. 51 này 52. 51 bé hơn 52. Câu số 4. Điền số tích hợp vào ô trống. Đây là một dấu cộng. À, dấu cộng là nó một cái tổng. Đây là số hạng chưa biết, đây là số hạng đã biết và đây là một cái tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng ta trừ đi số hạng đã biết. À, ta lấy 58 ta trừ cho 23 ra đây. 8 ta trừ cho 3 còn lại 5. 5 ta trừ 2 là còn 3. Đây cũng là một dấu cộng là một cái tổng. À, đây là cái số hạng chưa biết, ta lấy tổng ta trừ đi số hạng đã biết. 1 41. Đây là muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ ta trừ đi ký hiệu. 63 ta trừ cho 50 là còn 3, 13. Bài này muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng ta trừ đi số hạng đã biết. 72 ta trừ cho 50 thì là còn lại 2, 22. Bài này cũng tương tự giống bài này, ta lấy 55 mà ta trừ cho 42. Vậy là còn lại 5 ta trừ 2 còn 3, 13. Đây là dấu trừ, đây là số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu, ta cộng với số trừ. 65 ta cộng với 11 như vậy là bằng 6, 70, 16. Chúng ta qua câu số tiếp theo, câu số 5. Viết phép tính và câu trả lời thích hợp. Uyên hái được 38 bông hoa, Uyên cho bạn 11 bông hoa. Hỏi Uyên còn lại là bao nhiêu bông hoa? Hái 38 cho cho tặng biếu là trừ ra. Rồi, ta lấy 38 ta trừ 11. Như vậy thì chúng ta sẽ có là 38 ta trừ cho 11 là bằng 7, 27 bông hoa. Uyên còn lại 27 bông hoa. Nó qua câu số 6. Điền số tích hợp vào ô trống. 100 mà ta trừ 10 là bằng là 90. 100 mà ta trừ cho 20 là còn là 80. 100 ta trừ cho 30 là còn là 70.
100 ta trừ cho 40 là còn lại 60. 100 ta trừ 50 là còn lại 50. 100 ta trừ 60 là còn là 40. 100 mà ta trừ cho 70 là còn lại là 30. Chúng ta qua trang tiếp theo. Câu số 7. Câu A, số lớn nhất có hai chữ số là. Số lớn nhất có hai chữ số là con số 99. Số bé nhất có hai chữ số là con số 10. Câu số 8, hình bên có bao nhiêu đoạn thẳng? 1 2. Chúng ta đếm vòng tròn ha, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 đoạn thẳng. Điểm 1 2 3 4 5 6 7 7 điểm. Bao nhiêu hình tam giác? 1 2 3 4 5. À, đối với trong này thì chúng ta không có ghép, không có ghép được, chúng ta chỉ có 5 thôi, 5 hình tam giác. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.